Xin chào nhà, thì hôm nay mình sẽ sang cái chậu một cái cây cúc thọ hương mini để bàn. Mình đã lặt bông được 10 ngày rồi. Thì bây giờ nó đã bung hết ráo rồi nè. Đó thì cô bác anh chị đem về là trước khi đem về là sang chậu liền ha. Còn cái này là mình sang chậu để cho các bạn làm mẫu luôn ha. Đó, thì mấy cái cây mà tàn tròn, một cúc tàn thông thì cô bác anh chị tìm cái chậu tròn ha. Rồi mình bẻ mót. Mình đâu có thùng mót đâu rồi. Mình bẻ mót này luôn đi. Đó, như đây là đủ rồi cả nhà. Bẻ mót nhuyễn nhuyễn ra ha. Chậu là anh em là mua chậu dừa cỡ này nha, đừng có mua chậu bự quá rồi cái cây nó hút cái cây, cái tàn là tệ lắm cũng bằng cái chậu. À, hoặc là cái chậu nhỏ hơn cái tàn nha, chứ đừng có mua cái chậu gì đâu mà bự tổ rồi nó bự hơn cái tàn là thua. Tại mini mà, để bàn mà, vừa phải thôi, và mình đặt vô mình trồng luôn. Đó là bây giờ là sang mình đôn luôn, là không có thay chất trồng gì nữa nha. Hai bàn tay thì dễ, còn tại một bàn tay cầm điện thoại. Coi vậy chứ mút nó cũng cứng. Rồi xong. Rồi bây giờ là xong ha, lót đáy cho nó vậy là ok. Biết chi nó làm một cái chất lùng bùng á. Nè, trộn sơ dừa vỏ trấu nè. Rồi banh ra. Rồi đặt cái cây vô thôi. Hơi chiều, hơi tối, khung hình hơi tối nha cả nhà. Đó. Cái cây của mình nó nhỏ nhỏ vậy ha. À, đặt vô. Đặt sơ dừa vỏ trấu vô ha. Chút xíu nó lật cái điện thoại đất luôn. Đây là cách làm một cái cây mai mini thọ hương để bàn. À, rồi là làm vậy là xong, là tưới nước là không không có làm phân làm phướng nữa, không có tưới kích rễ gì đó, đem ra nắng luôn nha cả nhà. Tại mình đôn mà. Mình đôn mà mình không có đụng chạm vô chất trồng gì hết á. Chất trồng cứng ngắc, và cái chậu mình đã thuần. Mình đã trồng thuần nó là cây rất khỏe mạnh nha. À, làm chưa? Rồi xong tưới miếng nước. À, ngon lành không cả nhà? Quá đã. Quá đã luôn.
Rồi đem ra bàn uống nước trà nha. Đây, anh em nào mà có tới nhà mình là qua đây gặp cái bàn này liền. Cúc họ Hương. À, rồi rửa rửa cho nó đẹp nha cả nhà, để nó trào nó cái này xấu. À, ok ha. Quá đẹp luôn. Thọ Hương. Bông này 3 ngày rồi nè, 3 ngày là cái nhị nó đen đen nè. À, còn có cái bông mới rụng là tới 7 ngày rồi nó mới chịu rụng. Hết khả năng là mới chịu rụng nha cả nhà. Quá đẹp. À, rồi tưới nước đem ra nắng nha. À, tưới nước xong đem ra nắng. Còn thọ hương là cây mà cũng có số lượng thôi cả nhà. À, mình cũng có mớ vậy đó. À, nó nằm là ở vòng vòng nhà mình rất là nhiều. Nói chung là nhà mình đủ thứ loại cây hết á. Thì thọ hương thì bông là đẹp. À, thơm, lâu tàn. À, thì anh em nào thích thì chơi cái loại này. À, quá đã ha. Thôi xin chào. Cảm ơn cả nhà theo dõi ha. À, để bàn vậy nè, lời uống nước trà ngon lành không? Quá đã. Có hình bông mai nha. Mình có mua cái chậu có hình bông mai mới ghê chứ. À. Đây con cây đại lộc nữa nè. À. Vô đây. Thấy không? Mới nở có ba bông rồi thôi là các bạn sẽ thấy mùa xuân ha. Nó nở một, nó bùm ra một cái khoảng ngày hai ngày nữa nó bùm ra một cái là cái cây hết thuốc. Quá dữ. Thôi xin chào ha cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ.